Xin kính chào quý vị khán giả, Như Huỳnh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Và ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 28 tháng 3, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Lê Viết Chữ, cựu bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ông Lê Viết Chữ bị điều tra về tội nhận hối lộ. Ông Lê Viết Chữ bị bắt trong quá trình cơ quan điều tra mở rộng vụ án liên quan đến Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu, biệt danh Hậu Pháo. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Viết Chữ. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an xác định, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu gói thầu thi công tuyến chính dự án đường bờ nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị địa phương liên quan. Trung tướng Sô cho biết thêm, hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu chứng cứ, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương và các đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Cơ quan công an cũng thực hiện khám xét nơi ở của cựu bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ để phục vụ điều tra. Khoảng 20 giờ tối ngày hôm qua, 27 tháng 3, lực lượng chức năng đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của cựu bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ. Theo đó, ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ Online, khoảng 20 giờ, những người mặc thường phục và sắc phục công an xuất hiện ở nhà ông cựu bí thư tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ, khu đô thị Ngọc Bảo Viên, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi. Sau đó, những người mặc sắc phục công an và thường phục bước vào phía bên trong khuôn viên nhà ông Chữ. Ông Lê Viết Chữ là cựu cán bộ thứ 6 của tỉnh Quảng Ngãi bị bắt trong vụ án liên quan đại gia Hậu Pháo. Trước đó, ông Đặng Văn Minh, chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi và ông Cao Khoa, cựu chủ tịch tỉnh cùng ba người là cựu phó giám đốc và trưởng phòng cấp sở của địa phương này cũng bị bắt tạm giam. Hai cựu lãnh đạo đứng đầu tỉnh Vĩnh Phúc cũng bị bắt trong vụ án này, gồm bà Hoàng Thị Thúy Lan khi bị bắt là bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc và ông Lê Duy Thành khi bị bắt là chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Cả hai cựu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cùng bị cơ quan điều tra bắt tạm giam với cáo buộc nhận hối lộ. Theo thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, cựu phó cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 Bộ Công an, tại cơ quan điều tra, bị can Hậu khai đưa tiền cho nhiều người, trong đó có Đặng Trung Hoành, cựu chánh văn phòng huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn khai cho ông Hoành số tiền 64 tỷ. Bước đầu ông Hoành khai sử dụng số tiền này vào nhiều mục đích khác nhau, thiếu tướng Thành thông tin tại buổi họp báo Bộ Công an sáng ngày 26 tháng 3. Đến thời điểm này, kết quả điều tra xác định bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và chủ tịch tỉnh Lê Duy Thành nhận số tiền tương đối lớn, hàng tỷ đồng. Bước đầu cả hai đã khai nhận và nộp lại tiền nhận hối lộ cho cơ quan điều tra. Được thành lập từ năm 2004 tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn do Nguyễn Văn Hậu làm chủ tịch. Công ty có quy mô vừa phải, hoạt động ở lĩnh vực xây lắp tại huyện. Đến năm 2014, lợi nhuận của công ty này chỉ đạt khoảng 100 triệu đồng. Năm 2015, Công ty Phúc Sơn vươn mình mạnh mẽ, nhận nhiều công trình từ Bắc đến Nam. Thời điểm này, Công ty Phúc Sơn tăng vốn điều lệ lên cao gấp hơn 12 lần, từ 129,7 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng. Giai đoạn sau, có thời điểm công ty này có vốn điều lệ lên 4.000 tỷ đồng. Quá trình vươn mình mạnh mẽ, Công ty Phúc Sơn thực hiện 21 dự án với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, quỹ đất của công ty này lên đến hàng trăm hecta, chủ yếu ở Vĩnh Phúc và Nha Trang. Cụ thể, tại Vĩnh Phúc, Công ty Phúc Sơn xây dựng các dự án như khu trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn, huyện Vĩnh Tường với quy mô 130 hecta, khu nhà ở 15 tầng cho người có thu nhập thấp tại thành phố Vĩnh Yên. Tại Khánh Hòa, công ty này thực hiện dự án khu trung tâm đô thị, thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch Nha Trang được xây dựng trên khu đất sân bay Nha Trang cũ. Trong quá trình hoạt động, Công ty Phúc Sơn có nhiều vi phạm quy định pháp luật. Xem xét hai dự án ở Vĩnh Phúc, cơ quan điều tra xác định Công ty Phúc Sơn bỏ ngoài sổ sách, không kê khai tài chính, trốn thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 640 tỷ đồng. Công ty này cũng nợ hàng chục nghìn tỷ đồng tiền thuế. Với nhiều dự án bất động sản chưa đủ điều kiện để bán, chưa đủ điều kiện để đưa vào thị trường, Công ty Phúc Sơn đã bán, thu tiền, nhưng không giao đất cho nhà đầu tư,
gây thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng. Do đó, ngày 26 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Hậu. Bạn có bất ngờ với thông tin trên? Hãy để lại ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết nhé! Chiều 2 tháng 3, tại phiên họp báo thường kỳ Chính phủ, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an đã trả lời về kết quả điều tra vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn. Công ty này đang thiếu sự kiểm tra giám sát của cơ quan chuyên môn. Công ty không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế nhưng vẫn được hoạt động, Trung tướng Tô Ân Sô nêu. Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến hậu pháo, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Bí thư và Chủ tịch Vĩnh Phúc cùng về tội nhận hối lộ. Người phát ngôn Bộ Công an còn cho rằng cơ quan quản lý không nắm được năng lực thực tế của doanh nghiệp. Ví dụ, năng lực, mức độ của công ty rất vừa phải nhưng trúng thầu dự án hàng nghìn tỷ đồng, trong khi nhiều công ty hùng mạnh cũng không nhận được những dự án lớn như thế. Nêu thực tế, Phó Tổng Giám đốc của Công ty Phúc Sơn mới học xong lớp 4, Trung tướng Tô Ân Sô lưu ý, nghèo vượt khó làm giàu thì hoan nghênh nhưng không được làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, nhà nước. Sau khi bị can Nguyễn Văn Hậu bị bắt vào cuối tháng 2 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Căn cứ lời khai của Nguyễn Văn Hậu, các bị can, đối tượng liên quan, tài liệu điều tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bổ sung vụ án về các tội nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi xảy ra tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan. Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 9 trường hợp, trong đó có bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và ông Lê Duy Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cùng về tội nhận hối lộ. Các bị can Cao Khoa, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi cùng bị khởi tố bắt tạm giam về tội nhận hối lộ. Trong số 9 bị can, các ông Hà Hoàng Việt Phương, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, Phạm Ngọc Thủy, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi, Lê Quốc Đạt, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông Quảng Ngãi và Phạm Ngọc Cương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn cùng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Đặng Trung Thành, Chánh Văn phòng Huyện ủy Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long bị khởi tố về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin nổi bật khác mà bạn không nên bỏ lỡ. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé. Thời gian tới, Cà phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật nhiều tin tức về kinh tế tài chính bất động sản bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.